Sáng ngày 8 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương đã tổ chức lễ trao thưởng chuyên án 922M về đấu tranh với tội phạm ma túy. Về dự và trao thưởng có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện Phòng Nội vụ. Theo báo cáo của ban chuyên án, qua công tác nắm bắt tình hình, công an huyện Thanh Chương đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về huyện Thanh Chương rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ do đối tượng Hoàng Văn Hiếu cầm đầu. Sau một thời gian triển khai đấu tranh, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 năm 2023, tại khu vực khe suối thuộc khe cấm xã Thanh Thủy, ban chuyên án đã mật phục bắt quả tang đối tượng Trần Văn Quỳnh, sinh năm 1983, trú tại thôn Tiên Chính, xã Võ Liệt, khi đang trên đường vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về xã Võ Liệt. Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 1 khẩu súng và 12 viên đạn. Đấu tranh khai thác nhanh, các tổ trinh sát đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hiếu, sinh năm 1998, trú tại thôn Tiên Chính, xã Võ Liệt, Trần Văn Dũng, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh Long, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần mưu trí dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ các đối tượng, góp phần bảo vệ bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương đã trao tặng giấy khen của chủ tịch và thưởng nóng cho công an huyện 5 triệu đồng.